Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho bài tập vận dụng trang 14 sách giáo khoa toán 6 tập 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau. Theo dõi kết quả bán hàng trong ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn số tiền thu được vào buổi chiều và số tiền thu được vào buổi tối thì ít hơn vào buổi chiều. Hãy so sánh số tiền thu được đều là các số tự nhiên của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối. Vậy thì ở đây các em sẽ lưu ý cho cô một điều, đấy là chúng ta sẽ so sánh bằng cách là chúng ta sẽ dựa vào những câu từ của bài toán để chúng ta xem rằng là số tiền buổi sáng nhiều hơn, lớn hơn hay là nhỏ hơn số tiền buổi chiều. Thì chúng ta có số tiền buổi sáng nhiều hơn. Nhiều hơn nghĩa là lớn hơn, đúng không ạ? Vậy thì số tiền buổi sáng thu được sẽ lớn hơn số tiền thu được vào buổi chiều. Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn. Ít hơn thì chúng ta sẽ hiểu là bé hơn, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có số tiền thu được vào buổi tối sẽ bé hơn số tiền thu được vào buổi chiều. Vậy để chúng ta sẽ đưa về toán học dễ hơn thì cô sẽ gọi số tiền thu được vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối lần lượt là A, B, C. Từ đó thì cô sẽ căn cứ vào những câu từ trong bài văn, trong bài toán để chúng ta sẽ so sánh các cái số tiền thu được lần lượt là A, B, C. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ kết luận được rằng là số tiền thu được vào buổi sáng và buổi tối sẽ lớn hơn hay là bé hơn, được chưa ạ? Rồi bây giờ cô và các em sẽ cùng đi trình bày lời giải chi tiết cho bài tập vận dụng này. Trước tiên thì cô sẽ gọi số tiền thu được của từng buổi. Gọi số tiền thu được vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối lần lượt là A, B, C. Và đây chúng ta có số tiền thu được đều là các số tự nhiên, nghĩa là cô có A, B, C thuộc N, đúng không ạ? Chúng ta có tập hợp số tự nhiên được ký hiệu là chữ N. Rồi sau đó cô sẽ căn cứ vào dữ kiện của bài toán cho để chúng ta sẽ đi so sánh lần lượt các chữ số A, B, C, đúng chưa ạ? Ở đây cô có số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn buổi chiều. Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn buổi chiều. Nên ta có suy ra nên ta có nhiều hơn nghĩa là lớn hơn như cô vừa phân tích, đúng không ạ? Vậy chứng tỏ là số tiền buổi sáng là A sẽ nhiều hơn là lớn hơn số tiền vào buổi chiều, nghĩa là B. Vậy cô có A lớn hơn B. Tương tự như vậy với dữ kiện thứ hai, số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều. Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn buổi chiều. Rồi ít hơn nghĩa là bé hơn, đúng không ạ? Chúng ta có nên ta có số tiền thu được vào buổi tối thì là C như cô vừa mới gọi ở trên. Ít hơn buổi chiều nghĩa là bé hơn buổi chiều thì là B, đúng không ạ? Rồi, vậy từ hai dữ kiện của đề bài chúng ta sử dụng tính chất bắc cầu. Cô sẽ viết lại ở đây nhé. Vậy A lớn hơn B. Xong ở đây cô lại có C bé hơn B, nghĩa là B lớn hơn C, đúng không? Đây, cái chỗ này cô sẽ ghi là hay B
lớn hơn C đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ bắt cầu tiếp vào đây thì cô sẽ có B sẽ lớn hơn C. Rồi, đề bài yêu cầu chúng ta so sánh số tiền thu được vào buổi sáng và số tiền thu được vào buổi chiều. Cô xin lỗi, số tiền so sánh thu được vào buổi sáng và số tiền thu được vào buổi tối. Thì nghĩa là chúng ta sẽ phải so sánh A với C đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào biểu thức này thì các em cũng có thể thấy ngay A lớn hơn B, B lại lớn hơn C. Vậy thì A sẽ phải lớn hơn C đúng không ạ? Suy ra A sẽ lớn hơn C. Và chúng ta có câu trả lời. Do đó, số tiền thu được vào buổi sáng lớn hơn thì là nhiều hơn đúng không ạ? Sẽ là nhiều hơn buổi tối. Và như vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong câu trả lời cho bài tập vận dụng sách giáo khoa chương 14. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem các lời giải chi tiết cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong các video giải bài tập sau.